Hello. Có ai vào chưa nè? Xin chào Phương Phương, chào bạn Nguyễn Mộng Thu, xin chào Cường Nguyễn Huyền Nancy, chào bạn Huyền, chào anh Bình bên châu Âu, Bồ Xô, chào bạn Cường Nguyễn Hai Mai Phương Nguyễn, chào bạn Mai Nguyễn Diễm Nhân. Mọi người ơi vào chưa nè? Hôm nay là cái giao diện của Facebook thấy mới, có nghĩa là những người nào mà vào xem cái livestream này thì hiện hình lên hết, nhìn thấy hình của tất cả các bạn nè, thấy Vi Trần nữa nè Võ Phương Ngọc, wow, một người em của Trường, hay Ngọc, hay Tiên. Bất ngờ hả? Thấy anh lên livestream bất ngờ hả? Mới nhắn tin với anh xong. Hello Hiền Nancy, chào Hương Dora, chào em gái Phương Khó Tính, hai em. Chào mọi người nè. Tám Sài Gòn người chuyên môn gọi là ăn hiếp anh. Ai stream mà sao gọi cho Trường? Đừng gọi cho Trường lúc này. Chào anh Tuấn, anh ba của Trường, anh Tony Linh. Gốc thân quen yeah. Biết mà, thương quen với thân quen gì. Chào Tuyền Connie Nguyễn ở Thị Sĩ Ngọc ơi, anh nghe Võ Phương Ngọc nè, anh nghe nói sắp tới em với lại mình đi Phú Quốc chơi đúng không? Trời ơi, cái ngày tụi em đi Phú Quốc là cái ngày mình rất là quan trọng, mà cuối cùng là tụi em đi chơi, đâm ra là cũng hơi là cỡ, nhưng không sao, thôi chúc hai tụi em đi chơi Phú Quốc thật là vui. Chào Tiêu Lâm Nga, Tuyền Connie đang mong tháng 10, đúng tháng 10 thì ngày 13 thì anh diễn ở Pháp. Hiện nay đang thêm một show ngày 14 tháng 10 ở Anh nữa, thì đang ấy thì hy vọng là sẽ có dịp gặp tụi em bên đó. Rồi, wow, nhiều người quá, nhiều người vô đông quá, 400 mấy rồi. Chào Diễm Nhân, Phi Bì đâu anh đang ở Việt Nam mà hỏi Phi Bì đâu anh là sao? Chào Hùng Vũ, chào Đại Lê Quang, vừa rồi anh Trường mới diễn ở Vinh và ở Vinh xong thì lại không có gặp được Đạt ha, tại anh bận quá, anh không gặp Đạt được, anh hát show với Phương, với Tu Phương xong là anh phải về liền. Chào Lan Phương, anh Bình livestream xong thì gọi cho anh nhé Trường. Ok anh, livestream xong em sẽ gọi cho anh. Tối nay em cũng có một show đi hát. Hôm nay show hát ở Dom, ở Bùi Thị Xuân. Sau khi livestream xong Trường sẽ gọi điện cho anh Bình là xong, sau đó công việc thì Trường sẽ đi diễn ở Bùi Thị Xuân. Nếu mà các bạn nào mà không sợ trễ mà muốn gặp khuya với Trường thì lên Dom ở trên Bùi Thị Xuân. Dom là DOM. Nghe Trường hát tối nay, Trường sẽ quậy tương bừng trên đó. Hai bạn Hùng Đức Nguyễn. Chào Hoàng Hương Giang, ca sĩ Hà Nội. Chào mọi người, hôm nay thích quá, giao diện hôm nay là thấy tất cả mặt mọi người nè. Thấy Lê Kim Bách Khoa không nói, nhưng mà thấy hình của con gái của Khoa nè. Chào Minh Cường, ngày 13 chú sang Pháp thì gặp Cường nha. 14 tháng 10 sinh nhật phải về Việt Nam chứ anh, đình công. Anh còn chưa biết nữa Tám ơi, để coi như thế nào. Hai Trang Sành ở Hải Phòng, chào mẹ gấu, chào Dung. Đúng rồi Hương Dora, hồi tối nay sẽ ở Dom nhưng mà giờ hát quên là tầm 11, sau 11 giờ anh mới hát, 11 giờ tới 11 giờ rưỡi anh mới hát. Hát hơi trễ, anh không biết tại sao anh hát trễ như thế. Anh mới đi về, đi Vinh rồi đi mới về, thành ra là về hôm qua hôm kia. Yeah, hôm nay phải diễn, sáng giờ phải đi tập. Ở Thu Huyền đang ở Nhật gần 12 giờ rồi hả? Tội nghiệp vậy. Hôm nay Trường bất ngờ livestream là bởi vì như các bạn cũng biết là Trường nói với các bạn là Trường sẽ post bài tập 10 của Lam Trường 9 PM vào ngày hôm nay. Trường vẫn nhớ, nhưng mà các bạn cũng biết là chào Quân Nguyễn xin lỗi các bạn, anh Thiết Quân. Vừa rồi các bạn xem Lam Trường 9 PM live thì có một số bài do Quân Nguyễn phối bài cho anh rất là thích những bài của Quân phối. Hiện nay Quân là trong ban nhạc của anh Hoài Sa là bạn của anh, thì tụi anh hồi xưa chung nhóm với nhau đó. Thì Quân Nguyễn thì bây giờ đang là đánh cho band của The Voice. Thì cảm ơn Quân đã phối cho anh mấy bài rất là hay. Thì anh nghĩ là sau cái chương trình này các bạn fan của anh sẽ thích những bài phối của Quân. Các bạn thích bài Tình Yêu Tôi Hé không? Bài Vầng Trăng Khuyết. Đó là hai bài mà Quân phối. Thì cũng chia sẻ các bạn luôn là anh đang chuẩn bị quay Lam Trường 9 PM mùa 2 và cũng có những bài do Quân phối. Và Vâng, nói lại chút xíu về cái vấn đề về cái tập 10 của chúng ta, tập 10 cuối của Lam Trường 9 PM mùa 1 mùa này. Thì các bạn biết là gần đây thì chúng ta đang có ở Việt Nam mình đang diễn ra một cái sự kiện mà mọi người rất là quan tâm, đó là giải ASEAN là về bóng đá. Mọi người xem rất nhiều. Anh rất là phân vân và cũng rất là đắn đo là bởi vì hiện nay thì mình cũng là một fan bóng đá, mình cũng yêu thích bóng đá, thấy mọi người rất là cuồng nhiệt. Vừa rồi thì Việt Nam của chúng ta đội tuyển Olympic thì lại vào sâu tới tận vô tới bán kết, đúng không? Tứ kết và bán kết. Thì cái tình cảm của mọi người dành cho các cầu thủ, cho đội bóng mình ai cũng thấy rồi. Bây giờ nếu như mà trong ngày hôm nay mà những ngày thời gian gần đây hầu như mọi người thấy là trên các phương tiện thông tin báo chí và truyền thông thì hầu như là đưa tin về bóng đá rất là nhiều. Cho nên anh nghĩ nếu mà ngày hôm nay anh mà đưa ra, anh biết là các bạn cũng sẽ thích, nhưng mà anh lại cảm thấy là sẽ thiếu đi cái sự tập trung. Nên sau khi bàn bạc với lại ekip, mọi người cũng muốn là để cho nó được các bạn được không có phải khó khăn trong cái vấn đề lựa chọn giữa việc là xem đá bóng, đọc thông tin đá bóng hay là nghe anh Trường hát. Tại vì đối với Trường thì âm nhạc hay là thể thao đều là những cái phần khó thể thiếu được trong cuộc sống, trong sinh hoạt ngày của chúng ta, đúng không? Nó là đề sống về tinh thần. Cho nên là Trường tính là sẽ xin phép các bạn và Trường được delay lại một tuần, là ngày 7 Trường sẽ phát. Nhưng mà hôm nay sau khi livestream xong, Trường cũng có dự định là Trường sẽ sẽ post cái trailer, những cái thước ảnh đầu tiên của tập 10 lên cho các bạn xem, để thấy được cái công sức cũng như là cái tâm huyết của ekip dành cho cái tập 10, tập đặc biệt này và dành tặng cho mọi người sẽ rất là đẹp. Đúng không? Các bạn nói là anh Trường tính toán chuẩn kìa. Tại các bạn cũng yêu thích bóng đá, Trường cũng yêu thích bóng đá, các bạn yêu âm nhạc, Trường cũng yêu âm nhạc. Vậy thì chúng ta tội tình gì mà phải dẫm chân lên nha, đúng không? Cứ chia ra thời gian chúng ta có mà. Thành ra là trong thời gian đó thì chúng ta còn có cả một tuần lễ để nghe Lam Trường 9 PM, những bản audio mà Trường đã post lên trên Spotify thì hay là trên những cái trang mạng khác, thì chúng ta có thể nghe audio để ủng hộ thêm cho Lam Trường 9 PM nha các bạn. Nghe thêm và ủng hộ cho Trường, cho ekip của Trường, để các bạn lấy tinh thần là thấy được rằng là cái công sức mình bỏ ra được mọi người đón nhận nồng nhiệt, để mọi người có thêm cái phần phấn khởi hay là cái sức lực, cái sự nói chung là những cái cố gắng hết sức để mà làm tốt tiếp cho những cái chương trình Lam Trường 9 PM mùa sau. Đó là cái sự ủng hộ và nuôi dưỡng trong cái chương trình mà Trường rất tâm huyết, và các bạn cũng sẽ yêu thương nó. Thì đó là cái điều quan trọng nhất mà Trường muốn chia sẻ với các bạn. Mấy ngày hôm nay thì Trường thực sự là sau cái Lam Trường 9 PM 1 thì Trường rất là đặt show, đi hát cũng có nhiều, rất là nhiều. Đa phần là có những buổi giao lưu với khán giả và cũng muốn nghe hát lại những cái bài trong Lam Trường 9 PM. Hai Tùng Phan, đạo diễn đẹp trai. Đạt Mata, chào em. Thì mấy ngày nay thì Trường cũng đang có một số cái sự kiện Trường đang quan tâm, đang tập trung đổ nhiều công sức vào, đó là chung kết của Giọng hát Việt năm 2018 vào ngày 2 tháng 9 này. Trường đang cùng tập với thí sinh của mình và hát một số tiết mục riêng đặc biệt trong cái đêm 2 tháng 9. Sẽ là trực tiếp, các bạn nhớ đón xem trực tiếp của Giọng hát Việt 2018 vào tối ngày 2 tháng 9 nha các bạn nha. Và ủng hộ cho Alex là thí sinh còn lại của Trường. Alex tiến bộ rất là vượt bậc. Thì đó là công việc mà Trường đang rất là quan tâm hiện nay. Ngoài ra thì ngoài cái Saturday Voice thì Trường nói thật với các bạn là đang cố gắng thực hiện tiếp dự án Lam Trường 9 PM mùa 2. Rất là nôn nao, rất là hồi hộp cho cái mùa 2 này. Những bài hay, những bài hát hay sẽ gửi tới cho các bạn. Và hôm nay thì đó là những cái điều mà Trường muốn chia sẻ với các bạn. Bây giờ thì chắc có lẽ là Trường sẽ post cái trailer của tập 10 Lam Trường 9 PM mùa 1 Các bạn đã sẵn sàng đón xem chưa? Nếu rồi thì cho Trường biết Trường sẽ post lên luôn. Quốc Chí nói là giữ giọng hát tối quậy anh ơi, muốn lắm mà không đi được. Yên tâm, anh sẽ giữ giọng và hát. Tối nay thật là tốt. Trong đêm hát, trong đêm giọng hát Việt chung kết thì anh có hát với Alex một bài và có hát với lại một huấn luyện viên, một trong bốn huấn luyện viên một bài. Cho em xin lịch diễn Duy, ok anh sẽ up lịch diễn sau nha. Hiện nay thì Trường không hiểu sao năm nay là Trường có nhiều năng lượng như thế. Trường đang rất là muốn thực hiện nhiều cái dự định ấp ủ bấy lâu của Trường để mà tặng các bạn. Và có lẽ là phát sóng đầu tiên là Lam Trường 9 PM rất là ấn tượng đối với Trường. Một cái bước đệm, một cái bàn đạp để Trường có thể tiếp tục những cái chương trình hay hơn. Ok, trước khi chia tay và chuẩn bị phát cho cái bài trailer của tập 10 thì hát tặng cho các bạn một chút xíu nha. Các bạn trong group, trong ekip của Trường nha, sau khi có livestream nhớ cùng Trường share lại cái, các bạn ơi, các bạn nhớ share giúp Trường cái trailer của tập 10 tới bạn bè của mình nha, để cho mọi người biết thông tin nhiều hơn để đón nghe cái sản phẩm này của Trường. Giúp Trường làm chuyện đó nha, Trường cảm ơn rất là nhiều. Nếu mà thương Trường thì share giúp Trường. Trường rất muốn là mình làm được cái gì đó tích cực trong âm nhạc cùng với các bạn bè đồng nghiệp mình, đem tới một cái môi trường âm nhạc thật là thực sự là mạnh và nó cũng rất là chuyên nghiệp. Cho nên tất cả những cái việc mà Trường làm cùng với ekip là quay Lam Trường 9 PM hay là những cái dự án về âm nhạc sắp tới vòng quanh thế giới này nọ, thì chung quy là tụi Trường muốn tạo ra những sản phẩm thật là chất lượng trên những cái kênh phát thật là theo có rất là lớp này có trình độ và nó chuyên nghiệp hơn. Thì mong là cái môi trường âm nhạc của mình nó sẽ được tốt hơn, cải thiện tốt hơn trong những thời gian qua. Thì các bạn chính là những cái người sẽ tạo nên cái diện mạo âm nhạc của Việt Nam mình. Cho nên chính các bạn khi ủng hộ cho Trường trên những kênh như là YouTube nè, hay trên Spotify nè, hay là trên những Amazon hay là Google hay là Apple, thì họ là những cái nền âm nhạc rất là tiên tiến và rất là mạnh. Sở dĩ mà Trường hợp tác với họ là bởi vì Trường muốn là từ những cái nền tảng đó, những cái sự vững mạnh về âm nhạc của họ nó theo quy chuẩn rất là chuyên nghiệp, thì mình bắt đầu mới có những cái môi trường nhạc tốt hơn cho Việt Nam mình, để đó là một cái coi như là một tấm gương đi của họ, là chắc chắn họ đi trước mình rồi. Khi mình làm thế thì những cái trang nhạc trong nước mình họ cũng sẽ làm việc càng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Trường muốn tạo ra một cái môi trường âm nhạc thật là mạnh, thì chính các bạn là cái người tạo nên cái môi trường âm nhạc mạnh mẽ như thế. Các bạn hãy cùng Trường ủng hộ cho những sản phẩm, cho những dự án của Trường và cả những cái đồng nghiệp của Trường nữa nha các bạn nha. Trường rất là sống rất là lạc quan và tích cực. Trường mong muốn là những cái suy nghĩ của mình nó đúng, và các bạn cũng sẽ đồng hành cùng Trường, đồng cảm và đồng hành cùng Trường. Cảm ơn bạn bé Bơ, rất thích mashup movie Trường của anh Happy New. Anh cũng thích bài đó vô cùng luôn. Bây giờ bài của anh Happy New là trên 1 triệu rồi, 1 triệu mấy rồi. Anh mấy nay bận quay quá, đi quay quảng cáo anh cũng không biết là lên tới bao nhiêu rồi. Thì tất cả những cái lượt view đó là những cái sự ghi nhận của các bạn. Trường rất là khắc ghi trong lòng. Dạ, tặng các bạn một bài nha. Bài gì vậy ta? Các bạn muốn nghe bài gì nói chưa biết đi. Nguyễn Mai Phương ơi, em muốn nghe nói bài gì? Tiên Chợt thấy em khóc. Chợt thấy em khóc. Thêm các bài đó hay nha, có nhiều bạn cũng muốn anh cover là bài đó. Buổi sáng mới thấy em chợt khóc, rồi vội và lâu thật nhanh nước mắt. Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động. Tình yêu đó phải ai cũng may mắn tìm được nhau. Bài này chắc cover lại không mọi người? Có nên cover nghe lại hát sơ sơ cũng hay quá ạ. Đủ không? No, cái này để dành cho mùa 2. Để chút xíu nha, để anh chút xíu nha. cái bài đợi anh chút xíu. Ok, hát lại cái bài này chút xíu nha. Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc, rồi vội và lâu thật nhanh nước mắt. Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau, vì em đã có người yêu. Goodbye em phải xin đừng. Trường với Nu hát chia câu nhau mà hát phê quá. Trường cũng rất thích, là thật ra nhạc của Mr. Siro là những cái bài hát rất là hay. Trường rất thích hát lại những bài của bạn này. Có khi là không biết là hy vọng cơ hội tương lai thì có dịp hợp tác với lại Mr. Siro một bài hát nào đó để tặng cho mọi người. Cảm ơn bạn, cảm ơn Văn Tố Quyên, cảm ơn Tiên Tiên. Hay ha, nhạc Mr. Siro quá hay. Rồi bài gì vậy ta? Bài gì? Bài gì rồi thì hát chơi thôi. Cảm ơn Nguyễn Khánh. Để thuyền lòng nhẹ sang ngang. sang đời sẽ quên mau hay coi như mình chẳng hề quên nhau. Mỗi tình đầu nắng tròn sau khi em qua cầu làm hành trang ta tiếp nhau. Biết rằng mình sẽ quên mau hay coi như mình chẳng hề quên nhau. Cảm ơn mọi người, bây giờ chắc là Trường phải ngưng để chuẩn bị đi hát. Nếu các bạn rảnh thì lên Dom nghe Trường hát. Bây giờ thì Trường sẽ off và Trường sẽ share trailer của 9 PM live tập 10. Các bạn cùng đón xem nha. Để Trường xem. Rồi, Trường post đây nha. Các bạn chăm rút cho ekip của Trường cùng share và các bạn cùng share với Trường này nha. Cảm ơn các bạn. Ok. Trường đã xe rồi. Ủa xe chưa ta? Sao chưa thấy ta? Ok. Ôi, no. Mọi người thấy Trường xe chưa vậy? Hình như là chưa xe được đúng không? Trường up livestream và Trường share lên nha các bạn nha. Tạm biệt các bạn, bye bye.